Thằng Audio xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Hôm nay Thằng Audio tiếp tục giới thiệu với các bác một lô hàng về rất là đẹp và có nhiều con các bác săn tìm từ rất lâu. Ví dụ như nhà em về con Marang BM5, con săn xui, con 5000, Marang 1250, Marang 1150. Và ngoài ra còn có săn xui AU Alpha 707, AU Alpha 607MR, 607DR, tích đích dòng class A. Còn V80, con này tiếng thì rất là sáng. Có trong lô có con Puller CR777 dòng Equalizer của Nhật. Con này chạy 4 nguồn điện. Puller AI77, Puller 7900. Rất là đẹp. Nhà em về rất là nhiều, 7900 để phục vụ các bác. Bởi vì cái tầm tiền cũng rất là ok và tiếng thì tuyệt vời. Săn xui 7000, Onkyo 917817XD, Marang 74D dòng class A, Puller 717V, 717 trơn. Bọn này thì khủng long rồi. 717V, 717 trơn. Chạy hai cục nguồn. Hai cục nguồn riêng. Sở hữu 300W và những cái dòng bình dân để phục vụ các bác có tầm diện tích nhà vừa phải. Puller G700D, hàng rất là bình dân. JBL 3800, 4800, Bow 601 trơn. Sansui G3000, Bow vân gỗ màu vàng 401. Nhà em về Bow 401 có hai dòng, một đôi đen và màu vàng. Đường lông 390, rất là nhiều bác thích, vừa tầm tiền tiếng hay, ghép được nhiều loa. Onkyo 917 ở bên trong, đường lông 390, 3 la mã, 4 la mã trơn và 2 la mã. Equalizer Canvas 5010, Inke 5010C, 5010G, Soli 3.5, 3.337, CD Marang 60, Crown đẩy Mỹ 400. Đây ạ, Sanju 607 XDCAT, ốp hồi gỗ chỉ vàng. Dòng đường lông 780D, Puller, con này cũng gấu biển đấy ạ, con 120D, Sansui AUD607GCHA. Đây ạ, 607XR, con mặt vàng vuông rất là đẹp. Em quay video clip tổng hợp, các bác vào mắt con nào thì alo cho em ạ. Đây là con CD Puller PDT04 và Equalizer CR555, CR777 của dòng Puller, Eroka Canvas. Ngoài ra thì nhà em còn về thêm được một đôi cấu hình rất là gồ ghề. Đây ạ, con Tiklic G7000. Đây, như các bác ngắm trên màn hình, Tiklic G7000 Bow 501 CD4, 501 CD2, bộ súp AM5 CD3 và bộ súp con trò JBL Control FB1. Đây ạ. Đây là hai đôi loa tay xí hậu. Đây là dòng Pop Audio Canvas 990 Class AD. Đấy, tiếp Bow ạ. Bow 501 CD4, tuyệt vời đẹp luôn ạ. Rất là đẹp. Và một đôi rất là đẹp nữa là đôi Diatone DS77EX VAV, sở hữu bát 32, trung đôm, tép đôm. Đấy, cực kỳ đẹp ạ. Con Onkyo rốn sần vân gỗ D77FRX. Con này trung đôm tép đôm, sở hữu bát 27, gân sần, rốn sần. BMB 850, rất là nhiều các bác hỏi. 850 nhà em về thêm tiếp ạ. Còn loa tháp Puller V50F. Bạn này chân rất là dài, hình thức thì rất là ok ạ. Đôi sạc pin Vega LS10.
Còn bộ ở trong này là bộ xem phim vừa mới về thằng audio này. Bộ này Logitech Z906. Các bác có nhu cầu sở hữu những cái sản phẩm mà em ra hàng nhà em vừa về, em quay lên bác nào vừa mắc con nào thì anh cho em ạ. Diatone DS1000, sạc pin Vega VM12, con này sở hữu bát 30, sạc pin Vega D3, con này sở hữu tép kẹt một chung, một bát 25, JBL LX500MK2. Đây là đôi Bose 601 CD4, tuyệt vời đẹp luôn ạ. Đôi này có giá là 11 triệu. Các bác có nhu cầu sở hữu những cái sản phẩm trên, các bác alo cho em theo số máy 098 369 8887. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh Thắng Audio.